Xin chào các anh chị và các bạn đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món ghẹ mình rang me nha. Thì để làm món ghẹ rang me, trước hết ở đây là mình sử dụng một ký ghẹ. Ghẹ này thì mình sử dụng cái loại là khoảng 3-7-8 con một ký á. Thì các anh chị nào có mình ghẹ nào cũng được ha, lớn nhỏ gì mình cũng sử dụng được. Mà cái phần ghẹ này ra thì mình sử dụng ở đây đường, mình sử dụng đây là tầm khoảng là 1,5 muỗng cà phê đường, muỗng lớn nha các anh chị. Và ở đây đậu phộng thì cũng tùy thích, mình sử dụng nhiều hay ít đậu phộng gì cũng được. Và mình sử dụng ở đây là 15g me. Me ở đây thì mình sử dụng cái loại me chua thì mình giảm cái lượng me lại nha. Và bơ thì mình sử dụng một ít cái phần bơ nữa để cho cái phần món ăn của mình nó được thơm. Và ngoài những nguyên liệu này ra thì mình sử dụng thêm là tỏi nha. Trước hết ở đây thì mình sẽ nấu cái phần nước sôi á các anh chị, để mình ngâm cái phần me này thì nó sẽ tan nhanh tan hơn ra nha. Mình sẽ cho nước sôi vào. Nước sôi này sau khi mình nấu nó sôi rồi mình sẽ cho vào trong đây mình để mình ngâm me nhé. Trong lúc mình ngâm me như thế này nó tầm khoảng là 5-10 phút cho me nó tan nó nở ra thì mình sẽ làm cái phần ghẹ này trước nha các anh chị. Cái phần ghẹ này sau khi mình làm cho cái phần ghẹ này nó chết rồi mình sẽ cắt cọng thun ra mình bỏ nha. Bỏ thun ra ngoài. Đó. Sau khi mình cắt cái phần ghẹ này xong mình dùng cái bàn chải á. Hay cái bàn chà, bàn chà thì cũng được hết. Mình chà cho cái phần ghẹ này nó sạch nha các anh chị. Để cái phần ghẹ này nó được sạch và nó không có còn bị tanh, cái mùi tanh của ghẹ của nước biển á, thì mình sẽ cho một ít trái chanh vào trong đây mình rửa nha. Mình rửa chanh hoặc là hành gì cũng được, còn gọi là tái cắt á các anh chị. Mình rửa vào trong đây để cho cái phần ghẹ này nó được sạch nè. Ghẹ này sau khi mình rửa sạch rồi mình sẽ bỏ cái phần yếm và cái phần những phần mắt này ra chỗ này của nó nha. Thì các bạn các anh chị mình có thể mình tách ra cũng được, mình không tách thì mình có thể là mình cắt ra cũng được. Tuy nhiên thì ở đây thì nếu các anh chị nào chúng ta không thích dầu mỡ thì mình có thể mình luộc xong rồi mình hãy làm công đoạn kế tiếp là mình xót cái phần nước me. Còn nếu các anh chị nào mà thích nó ngon, nó ghẹ nó được giòn nó thơm thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ chiên nha. Mình chiên sơ cái phần ghẹ này nha các anh chị. Đây thì mình sẽ cắt ra rồi mình chiên cũng được. Và các anh chị chiên xong rồi cắt ra cũng được luôn nha. Đó, mình sẽ cắt ra. Mình sẽ không tách mà mình cắt ra như vậy luôn cho nó. Mình thích ăn như vậy nè. Đó. Ghẹ hôm nay chắc thịt đó, ngon. Ở đây thì mình sẽ để cái phần ghẹ này cho nó ráo nướng chút xíu thì mình sẽ làm công đoạn kế tiếp nha. Trong khi lúc mình chờ đợi thì mình sẽ làm cái phần nước sốt me nha các anh chị. Cái phần me này á thì mình sẽ ngâm nãy giờ tầm khoảng hơn 5 phút rồi mình sẽ dầm ra nè. Giờ thì mình sẽ pha cái phần nước sốt me luôn nha. Ở đây thì mình sẽ cho nước sốt này cũng tùy theo ha, ghẹ mình ít nhiều mình sẽ cho. Cái phần nước sốt này, cái phần nước me tùy theo là nó chua hay không chua thì các bạn cho nó
nhiều hay ít nha. Ở đây thì mình sẽ cho 6 muỗng nước sốt me, mình sẽ cho 2 muỗng đường, 2 muỗng cà phê đường. Thì nếu các anh chị nào thích ngọt thì mình cứ cho đường thêm nha. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần dầu hào nha các anh chị. Dầu hào thì ở đây thì mình sẽ cho nó tầm khoảng là 1 muỗng cà phê nhỏ dầu hào nha. Tiêu thì mình sẽ cho một ít tiêu vào trong đây. Mình sẽ cho ở đây là 1 muỗng cà phê cái phần tương ớt nha các anh chị. Sau đó thì mình sẽ cho một ít cái phần hạt nêm hay là muối thì cũng được hết. Mình cho vào trong đây mình khuấy đều ha. Các anh chị có ăn nước mắm thì mình cho một tí xíu nước mắm vào đây cũng được thôi nha. Mình sẽ cho một muỗng cà phê nhỏ nước mắm ngon nè. Mình sắc ớt vào trong đây á để tạo cái độ cay cho cái phần món sốt này luôn. Cho một tí xíu cái phần bột ớt vào trong đây. Bột ớt này nó tạo cái màu đẹp cho cái phần món sốt chứ không có cay ha. Rồi sau khi phải tan như thế này thì mình sẽ thử nha các anh chị, mình thử coi nó vừa khẩu vị của mình chưa. Nó chưa thì các anh chị có thể là mình tăng giảm cái gia vị lên nha. Mình sử dụng ở đây là 6 muỗng me, 3 muỗng đường nha, 1 muỗng nước mắm. Mình cũng làm không mặn quá, tại vì cái phần ghẹ này là cái phần đồ biển, nó có vị mặn của nước biển á, cho nên mình là sẽ làm nó hơi kiểu như nó hơi vừa ăn. Thì khi mà nó cho mình cho vào ở trong những nguyên liệu mà hải sản biển á thì nó sẽ vừa ăn á các anh chị, nó có phần nó đậm đà hơn chút ha. Cái phần ghẹ này đó nó hơi rát nước rồi, mình sẽ cho cái phần bột bắp vào trong đây nè các anh chị. Bột bắp chủ yếu là mình cho vào trong đây, cái thứ nhất là cái phần để lớp cho cái phần áo này nó chiên nó được vàng giòn, và thứ hai nữa là nó không có bị ra nước nha. Ghẹ này nó không bị ra nước, mình chiên nó không có bị bắn bộ á các anh chị. Bắt cái chảo lên, sau đó mình sẽ cho dầu vào trong đây nhé. Mình đợi cho dầu này nó nóng thì là nóng rồi, mình sẽ cho cái phần ghẹ này vào mình chiên sơ nha. Dầu đây nóng rồi, mình sẽ bỏ ghẹ vào trong đây mình chiên sơ. Mình chiên với cái lửa lớn luôn nha các anh chị. Bởi vì cái dầu này mình chiên á nên mình bỏ, mình đổ cho nó tắt con. Còn những cái chuyện mà chúng ta tí thì mình lấy thì giờ mình có thể là mình bỏ dầu nhiều vô cũng được, mình lọc cho nó chiên cho nó vàng nha.
thì mình sẽ bắt cái chảo nha các chị. Mình sẽ cho một muỗng bơ vào, mình cho thêm muỗng cà phê nhỏ bơ thôi, rồi mình sẽ cho thêm một tí xíu dầu nữa, tại vì cái phần bơ cho nhiều quá mình thấy nó mình ăn nó ngán, cho nên ở đây mình sẽ cho bơ ít thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho dầu, thêm một ít dầu vô nữa ha. Rồi mình sẽ cho phần tỏi, tỏi này mình đã có thể băm nhuyễn ra rồi đó, mình sẽ cho vào trong đây. Mình sẽ cháy phần tỏi này cho nó vàng luôn nha. Ở đây nó vàng thì mình sẽ cho cái phần nước sốt. Ở đây thì cái sốt này mình nêm nếm thôi, mình nêm nếm nó vừa ăn rồi đó. Mình sẽ cho sốt này vào, mình nấu cho nó sôi, nó hơi sệt sệt lại chút xíu ha. Mình cho tỏi càng nhiều khi mình gan cái phần ghẹ này lên á thì nó sẽ thơm nha. Có tỏi mình thích ăn tỏi nhiều cho nên mình sẽ cho tỏi nhiều, một lượng cà phê lớn tỏi nha. Khi mà sốt mình ở đây nó sôi nó hơi sợp lại mình sẽ cho ghẹ vào thôi nha. Cho ghẹ vào thì là ở đây mình sẽ đảo đều lên nha các bạn. Đảo đều lên mình bắt cái lửa nhỏ lại để cho ghẹ này nó thấm đều cái phần sốt me. Mình đây đảo đều thấy cái phần sốt me này nó thấm phần ghẹ này và nó hết nước rồi. Thì mình sẽ tắt bếp nha. Khi mình cho ghẹ ra hết trong đây thì cái phần đậu phộng mình sẽ giã ra ha. Đậu phộng mình có thể mình giã nhuyễn hoặc là giã làm tư, làm ba gì đó các chị. Mình sẽ cho cái đậu phộng lên trên ha. Xin chào tạm biệt các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình. Xin chào.